Hello các bạn nhá, tôi là GNDTT. Thôi đang bận lắm, hôm nay là không có thể giới thiệu được quá nhiều. Tại thực sự là làm từ sáng giờ chưa xong. Như là trước cũng đã hứa với các bạn rồi là hôm nay sẽ có một cái biệt thự gỗ được xây lên ngay tại khu rừng này. Tôi sẽ làm một biệt phủ của riêng tôi bằng gỗ. Tại vì như tập trước thì các bạn cũng đã biết rồi là ở trong khu rừng này có một cái loài sinh vật. Tôi gọi là sinh vật, nó hơi giống người nhưng mà thôi thì cứ gọi là sinh vật đi. Một cái loài sinh vật mà nó hơi kỳ lạ một chút, nó hơi nguy hiểm một chút. Và nó có vẻ như là nó không thích tôi lắm. Nó cứ tìm cách để tấn công tôi liên tục. Vậy nên là phải xây một cái biệt thự gỗ, các bạn hiểu không? Vô cùng chắc chắn mà kiên cố, khiến cho những cái loài sinh vật đấy không thể nào mà có thể tiếp cận tôi được nữa. Đấy, chúng ta sẽ có một cái tuần nghỉ lễ tại cái khu rừng này rất là thoải mái và yên bình thôi. Đấy, các bạn hiểu không? Thật ra gọi là nghỉ lễ thôi, nhưng mà tôi bị rơi máy bay, tôi rơi xuống đây. Nhưng mà không, đấy không phải chi tiết quan trọng. Nào, bắt đầu nào, xây dựng nào, let's go. Các bạn thấy không? Mình chăm làm, mình làm việc cần cù, chịu khó thì kiểu gì mình cũng sẽ đạt được cái thành quả mà mình mong muốn. Tôi thì từ sáng đến giờ là tôi cứ chặt cây, rồi tôi bê vác, tôi đem những cái thân cây gỗ vô cùng to lớn từ phía rừng kia, đấy, tôi lại đem về đây, tôi xây thành cái ngôi nhà của tôi. Nó rất vất vả, các bạn thấy không? Nhưng thành quả nó sẽ xứng đáng. Cũng may các bạn ạ, đây là một cái hòn đảo mà không có người sinh sống. Tôi nhìn quanh đây rồi, không có bóng dáng của một người nào cả, cũng như là không tồn tại sự sống của con người ở đây. Chứ không, bình thường tôi nói thật với các bạn, tôi mà chặt một cái cây to như thế này nhá, chí tôi phải bị đi tù từ 2 cho đến 3 năm, phạt không biết là bao nhiêu là tiền nữa. Đấy, các bạn nhìn đi, cái cây này trông nó cao mà trông nó hùng hồn không? Trông nó to, này tôi thề, chặt cái cây này xuống nhá, chúng ta phải được ít nhất là phải 5 khúc gỗ. Một cái cây to như thế này khi mà nó rơi xuống ý, nó sẽ đem đi. Hình như là có cái ma thuật gì hắc ám ở đây chăng? Khi mà cái cây to như vậy mà rơi xuống lại chỉ được có 2 khúc như thế này là sao? Bằng cách nào mà nó từ một cái cây to như vậy mà nó xuống còn 2 khúc? Đấy, các bạn thấy không? Phần chính của ngôi nhà đã bắt đầu gần được hoàn thành rồi này. Tôi đang xây cái bức tường. Tốn gỗ lắm mọi người ạ. Thực sự luôn. Cứ chặt một cái cây to như vậy mà chỉ được 2 khúc gỗ thôi. Thành ra làm một cái căn nhà này lại tốn gần 70 đến 80 khúc gỗ. Thế các bạn thử nhân lên thì xem là chúng ta phải chặt bao nhiêu cái cây mới có thể xây được cái nhà này nào. Đấy, các bạn thấy chưa? Gần xong rồi. Từ bây giờ nhá là không được sao nhãng vào bất cứ chuyện gì cả, chỉ tập trung vào xây cái ngôi nhà này thôi. Cho dù là thấy cái gì chăng nữa thì chúng ta cũng không được gọi là đam mê. Chúng ta phải dồn hết công sức và tâm huyết vào cái ngôi nhà này thì mới có thể hoàn thành xong sớm được các bạn ạ. Trước buổi tối ngày hôm nay, nếu không thì ôi con kỳ nhông này. Các bạn ơi, không thể nào mà không tập trung vào cái con này được các bạn ạ. Con kỳ nhông này thịt ngon lắm, nướng lên ăn tuyệt vời luôn. Các bạn hiểu, trong là đây là khoảnh khắc là sinh tồn, chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Thịt thà thì đã là thuộc dạng khan hiếm rồi, tự dưng gặp con kỳ nhông phải đuổi bằng được, phải đuổi. Chết rồi, con kỳ nhông nó chạy mất rồi mọi người. Tôi không thể ngờ được là tốc độ của loài đấy nó lại nhanh đến như vậy. Nó chạy biết vào trong kia rồi, mắt tinh đến mấy tôi không nhìn ra nó được ở đâu được cả. Để xem nào. Ui, các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy thứ mà tôi đang nhìn thấy trước mặt không? Không thể tin nổi các bạn ạ. Sao nó lại có thể xuất hiện ở đây được nhở? Các bạn nhìn thấy không? Đúng là như vậy. Trước mặt tôi đã nhìn thấy một khu rừng thật là tuyệt vời. Một khu rừng hùng vĩ các bạn ạ. Lạ thật, tại sao lại có cái khu rừng ở đây không biết. Đây rồi, những bước cuối cùng của ngôi nhà. Trời ơi, còn nốt cái bức tường bên. Hello. Ui, không, chúng mày đi ra. Này nhất, tao sắp xây xong ngôi nhà, tao chưa được ở tí nào. Ôi, các anh ơi, cho em ở nốt một đêm thôi. Em xây mãi mới được, các anh làm ơn. Bọn thổ dân ăn thịt người nó lại đến rồi các bạn, tôi đã bảo rồi mà. Nó lại đến để bắt tôi đi cho mà xem. Ui giời ơi, anh vô. Ai, anh ơi, chết rồi, hoa lại hoa mắt chóng mặt rồi. Trời đất lại quay cuồng. Đừng, anh ơi làm ơn đi. Tôi đang ở đâu? Đây là đâu? Mày thay chúng mày lại kéo tao đi đâu? Khổ quá nữa, ngôi nhà vừa xây đã ở được tí nào đâu mà. Trời ơi, biệt thự gỗ của tôi. Chúng nó lại tiếp tục treo tôi vào cái hang động này chuẩn bị ăn thịt tôi biết là như vậy. Mà tôi không hiểu tại sao chúng nó cứ không ăn thịt tôi luôn nhỉ. Tôi giống kiểu đường tăng ấy. Mỗi lần là bị bắt về là chúng nó sẽ phải tắm rửa sạch sẽ các thứ, xong để đến ngày mai mới ăn. Lạ thật, sao không ăn luôn đi. Chính là số tôi cũng may. Đây này các bạn này, chúng ta sẽ tìm đường thoát ra khỏi cái hang động này. Ở trong cái hang động này các bạn cũng nhìn thấy là có nhiều người xấu số đã nằm lại ở đây rồi. Họ không được may mắn như tôi. Đây là lần thứ hai tôi bị bắt vào cái hang động này rồi. Lần đầu may mắn thoát ra được. Đấy, tôi có trang bị cho mình ở đây là một cái hộp sọ tôi nhặt được ở trên đường các bạn ạ. Cầm cái hộp sọ này một món vũ khí vô cùng tuyệt vời nha các bạn nhé. Tại vì hộp sọ này rất cứng, gặp đối thủ là tôi có thể cùa vào mặt nó đấy, kiểu đòi ấy các bạn thấy không? Đấy, bây giờ tôi gặp một cái thằng đối thủ. À đây rồi. Mày nhá. Mày bắt tao vào đây. Mày, chúng mày. Ngất xỉu ngay các bạn thấy không?
cả hộp sọ này mà cứ vã vào đầu thì thề choáng cực kỳ luôn các bạn ạ. Tôi biết là cái hang đấy là chỉ có mấy cái thằng thổ dân ăn thịt người dạng cơ bản nó bắt tôi thôi. Còn có một số thằng dạng tiến hóa như kiểu là mấy cái thằng sáu tay ấy. Còn là mấy cái thằng tiến hóa nữa thì tôi chưa biết. Nhưng mà thật may mắn là chúng ta chưa bị mấy cái thằng tiến hóa nên nó bắt. Bị mấy cái thằng cơ bản này bắt thì nó cũng đơn giản các bạn ạ. Tôi thoát ra cũng dễ vì bọn này nó gà lắm. Tôi quay trở lại để xây dựng ngay cái vương quốc của tôi ngay. Quả nhà đã được hoàn thành rồi. Có thêm một cái bó củi ở đây để gọi là có tí lửa buổi tối. Đấy các bạn nhìn xem, ngày hôm nay đúng là một cái ngày tuyệt vời để chúng ta có thể đi khai hoang. Chúng ta mở rộng cái địa bàn chúng ta ra, giúp cho nhà cửa của chúng ta rộng rãi hơn, kiên cố hơn và sẽ có một cái lớp phòng thủ vô cùng vững chắc các bạn thấy không? Trời nắng rất đẹp mà trong. Nhiều khi là mình hình như là trời sắp mưa thì phải. Tôi nói có sai bao giờ không? Tôi đã bảo là tôi có một cái gì đó mà tôi cứ khen trời đẹp là y rằng là trời sẽ mưa mà. Từ từ. Có bao giờ rằng liệu do mồm mình đen quá hay không? Để tôi thử nhá. Thử một cái thử nghiệm xem sao. Các bạn có thể thấy trời đang rất là mưa này. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi bảo là tôi thích trời mưa thì liệu trời có nắng lại không? Nếu mà đúng là trời nắng lại thật thì chứng tỏ là ông trời ghét tôi. Không còn bàn cãi gì nữa cả. Các bạn xem nhá. Tôi GNDTT thích trời mưa như thế này. Tạnh chưa? Ơ, tạnh mưa rồi. Biết ngay mà. Khổ thế cơ. Đến ông trời không ưa mình thì phải làm thế nào bây giờ? Tôi có một phát minh vĩ đại các bạn ạ. Đó là tôi nhận ra là chúng ta sẽ liên tục bị bọn thổ dân ăn thịt. Nó sẽ đến bắt chúng ta thôi, nếu chúng ta không có sự phòng vệ. Vậy nên là tôi đã quyết định xây một cái bức tường gỗ bao quanh ngôi nhà của tôi. Đấy. Thì bức tường này nó sẽ cần rất là nhiều gỗ các bạn ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ đi chặt gỗ. Làm việc lao động vất vả. Đấy các bạn thấy không? Bài học rút ra là phải lao động vất vả, thành quả sẽ đến. Đấy, tôi xây được cái bức tường gỗ đầu tiên rồi. Một bức tường gỗ chỉ có như thế này thôi mà tôi chặt cây phải mất tận 5 tiếng đồng hồ mới xong đấy các bạn. Nhưng mà cũng xứng đáng các bạn ạ. Cứ làm được một bức tường bao quanh ngôi nhà là yên tâm. Đấy, chặt cái cây, những cái cây gần gần thôi các bạn hiểu không? Cho là vận chuyển gỗ cho nó nhanh. Đấy, đổ nào. Ai chà chà. Cây này phải nhiều gỗ ốp. Rồi, sau khoảng thời gian là 11 tiếng, tôi đã xây xong được bức tường bao quanh ngôi nhà. Các bạn thấy không, kín như bưng. Bây giờ nhá, mấy cái thằng ăn thịt người có nhảy bằng rời, không bao giờ qua được cái bức tường này luôn. Bức tường này tôi xây là bằng gỗ lim các bạn ạ. Đục không bao giờ vỡ được, tôi nói thẳng với các bạn thế luôn. Cầm những cái loại rìu cơ bản như thế này nhá, có mà đòi cả ngày, nó cũng không bao giờ có thể vỡ được một bức tường của tôi. Tôi nói thế cho vuông. Đấy, bây giờ là chúng ta sẽ cùng đi săn. À, nhanh lên, đói quá rồi, ở trong nhà không có tí lương thực nào cả, phải đi săn tí đã để gọi là nướng tí một chút thịt thỏ đi. Hôm nay ăn thịt thỏ cho nó ngon các bạn. Đấy, nào, đi săn nào. Thế tôi ra bằng đường nào? Ơ kìa, tôi chết rồi. Ừ nhỉ, tôi ra bằng đường nào đấy? Trời, tôi rồi, khổ quá nữa. Không được rồi, nhà này là bằng gỗ lim cứng lắm, không đục được đâu. Trời ơi. Nhưng mà tôi tin vào cái rìu của tôi các bạn ạ. Cái rìu của tôi thấy là nó cũng sắc. Thế chắc là khoảng một lúc nữa thôi nó cũng sẽ đục lên một cái cửa thôi. Hy vọng là lúc đấy trời chưa tối. Trời mà tối rồi thì bây giờ lấy cái gì để mà. Trời tối rồi mọi người ạ. Tôi không biết làm cách nào để có thể qua được cái cơn đói tối ngày hôm nay nữa. Thế nhưng mà chúng ta có nơi gọi là ngủ nghỉ. Ngày hôm nay thực sự là tôi đã muốn trở về với cuộc sống hiện đại rồi. Tôi đang nghĩ ra một kế hoạch là tôi đã xếp đá thành hình chữ SOS, tức là tín hiệu cầu cứu, để một chiếc máy bay nào bay qua đây là tình cờ nhìn thấy cái này là xuống cứu tôi. Đấy, thì cái tín hiệu SOS này tôi làm khá là to các bạn thấy không? Máy bay chỉ cần bay ngang qua cái chỗ bầu trời này, nhìn thẳng xuống là sẽ thấy ngay. Tại vì thẳng cái tín hiệu SOS này đấy, nhìn thẳng lên nó sẽ là toàn cây các bạn ạ. Không được rồi. Mấy cái cây này sẽ chắn hết cái tầm nhìn của cái tín hiệu này, khiến cho các phi công bay trên trời không thể nhận ra được là tôi đang cầu cứu họ. Tôi sẽ phải chặt bớt một số những cái cây quanh đây. Phàng bớt đi các bạn hiểu không? Các phi công chẳng sớm thì muộn thôi, nhìn thấy cái tín hiệu tôi thôi, tôi thoát khỏi đây ngay. Kỹ năng sinh tồn mà các bạn thấy không? Những người có kỹ năng giỏi thì người ta sẽ rất là thông minh, và người ta sẽ sinh tồn được ở trong cái thế giới hoang dã như thế này. Đấy. Ơ. Mời. Thôi, nổi lửa lên nào. Thôi, cuối cùng thì cũng sau một ngày vất vả, mệt mỏi thì chúng ta cũng đã có được cái thời gian nghỉ ngơi. Tôi thì cũng đã xây lại cái bức tường vừa bị đổ từ cái thân cây.
ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi. Ngày hôm nay thực sự là khiến cho tôi cảm thấy uể oải vô cùng. Đã đến lúc chúng ta phải đi vào nhà và nằm nghỉ một tí. Cuối cùng thì cũng được tận hưởng cái ngôi nhà mà chúng ta đã kỳ công xây dựng suốt mấy ngày nay. Bên trong nhà thì có quả giường da báo các bạn nhá. Thật ra là da hiêu, nhưng mà tôi cứ nói là da báo cho sang mồm. Ôi, ở trong nhà này thì chắc là bọn thổ dân cũng sẽ không bắt được tôi nữa đâu. Một ngày mệt mỏi sẽ kết thúc tại đây. Đi ngủ nào, ôi trời ơi. Thế nhá, tôi đi ngủ. Này thả tao ra đi, tại sao chúng mày vẫn vào được nhà tao là sao? Bằng cách nào mà chúng mày vào được, khổ quá nữa. Khu rừng khốn nào.